Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Mark Home. Và như quý vị đã biết và những quý vị nào đã đón xem bộ môn AOE thì chắc hẳn quý vị đã không còn xa lạ với cái tên chim sẻ đi nắng. Và hiện tại thì chim sẻ đi nắng đang có yêu cầu với đội ngũ Mark Home là thiết kế và thi công cho căn hộ của mình để tạo nên một văn phòng game tại nơi mà chim sẻ đang sinh sống. Và để biết được hiện trạng của công trình này như thế nào thì xin kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi video dưới đây quý vị nhé. Ngay từ đầu nhận được cái dự án chim sẻ đi nắng thì em mới muốn biến cái căn biệt thự 3 tầng này trở thành một cái trụ sở làm việc chung của các game thủ cũng như thể là các bộ phận marketing. Thì tiếp nhận cái dự án này thì chúng tôi đã kiểm tra qua hiện trạng rất là kỹ càng. Hiện trạng công trình là một căn biệt thự đã sử dụng rồi, đã sử dụng gần 10 năm rồi. Thế nên là căn biệt thự đấy nó lại có cái phong cách là phong cách tân cổ điển. Mà cái yêu cầu của chim sẻ đi nắng thì lại muốn biến cái công trình trở thành một không gian hiện đại kết hợp với lại cái hiện trạng đã sẵn có. Nhận được cái đấy thì chúng tôi đã họp với lại các bạn quản lý trong cái dự án và đã đưa ra cái phương án. Thứ nhất là vừa cái đảm bảo hiện trạng là không đập phá quá nhiều. Thứ hai là đưa thêm những cái hình thức trang trí mới hiện đại mà phù hợp với lại nhu cầu của các game thủ. Thì hy vọng tập sau thì các bạn sẽ chiêm ngưỡng qua các thiết Home và xem cái phương án thi công của Mark Home và chúng ta sẽ trải nghiệm qua sản phẩm sau khi Mark Home bàn giao đến tay của chim sẻ đi nắng.